Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích, 100.000 người mất nhà cửa vì lũ lụt do mưa lớn kéo dài tại Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, chính quyền tỉnh Liêu Ninh, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất cho biết con sông lớn Đại Lăng Hà đã bị vỡ đê, nước lũ tràn ngập thủ phủ Thẩm Dương làm hơn 500 người mất tích. Theo các nhân viên cứu hộ, những thị trấn nằm bên con sông Đại Lăng Hà đã hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ. Còn tại Cát Lâm có 13 người thiệt mạng, nước sông dâng cao tràn ngập nhiều thành phố, nước lũ đã cuốn trôi hơn 40.000 nhà cửa, phá hủy nhiều cây cầu, đường xá và hệ thống đường dây điện tại 22 thành phố. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp để khắc phục thảm họa và tuyên bố chính phủ sẽ thành lập một quỹ cứu trợ để hỗ trợ những người bị mất nhà cửa do bão lũ. Trong khi đó, tại miền Nam Trung Quốc, mưa lớn cũng đã kéo dài hơn một tuần qua, gây lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực miền Nam nước này, làm ít nhất 199 người thiệt mạng, 123 người mất tích và hơn 1 triệu người phải sơ tán. Tính đến chiều thứ hai tuần này, đã có 393.000 ngôi nhà bị hư hại, 144.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và gần 1,36 triệu hecta hoa màu bị mất trắng. Theo dự báo, mưa lớn còn tiếp tục ở một số tỉnh như Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây. Thưa quý vị, ít nhất 8 người chết, 9 người mất tích sau khi một khách sạn ở Tô Châu, Trung Quốc đổ sập đầu tuần này. Giới chức thành phố Tô Châu, phía đông Trung Quốc, cho biết khách sạn CZ Kaiju Aqian bất ngờ đổ sập vào chiều hôm thứ Ba. Thời điểm đó, chủ yếu người trong khách sạn là khách thuê phòng. Tổng cộng 23 người mắc kẹt trong đống đổ nát, trong đó 6 người được cứu sống, 8 người đã thiệt mạng và 9 người còn mất tích. Mưa lớn dữ dội ở một huyện thuộc tỉnh Chiết Giang trong nhiều ngày qua đã gây ra trận lở đất nghiêm trọng, cuốn trôi nhà cửa và làm nhiều người mất tích. Theo Sputnik, khoảng 20 người đã mất tích sau khi một trận lở đất dữ dội xảy ra tại thành phố Hàng Châu. Hôm nay, vụ việc xảy ra vào 10 giờ sáng theo giờ địa phương khiến 10 ngôi nhà bị hư hại. Theo hãng tin CCTV cho hay, nguyên nhân dẫn tới lở đất là do mưa lớn ở khu vực duyên hải dọc biển Hoa Đông của Trung Quốc trong nhiều ngày qua. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy, lượng đất và bùn đổ mạnh xuống cuốn theo nhiều ngôi nhà vỡ nát trên một sườn đồi, cùng nhiều xe ô tô. Nhiều người bỏ chạy tán loạn khi trận lở đất ập xuống sau lưng, cột điện bị kéo đổ hàng loạt và một số đã phát nổ. Trong video, có tiếng một phụ nữ thảng thốt kêu lên khi lở đất ập xuống khu dân cư, đáng sợ quá. Đội ngũ cứu hộ đã nhanh chóng mở chiến dịch tìm kiếm người mất tích tại khu vực. Chính quyền tỉnh cũng kêu gọi sự hỗ trợ của lực lượng phòng cứu hộ cứu nạn của Trung Quốc. Bảo tàng nghệ thuật thành phố đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành nhà tạm cho các nạn nhân của vụ lở đất. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã mở một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về thảm họa tự nhiên này. Kính thưa quý vị, trong 48 giờ qua, Shizuoka hứng chịu lượng mưa 300mm, tương đương với lượng mưa trung bình trong cả tháng của khu vực vào tháng này. Hơn 600 nhân viên cứu hộ cùng với 120 phương tiện cứu hộ đã được điều động để triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ. Lực lượng cứu hộ dùng cần cẩu, thang, máy cắt kim loại và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người sống sót. Khách sạn CZ Kaiju Aqian mở cửa năm 2018 với 54 phòng cùng với hội trường lớn và các phòng hội thảo. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến khách sạn này bị sập. Những vụ sập hạ tầng không phải hiếm ở Trung Quốc. Năm ngoái, một khách sạn 5 tầng dùng để cách ly người liên quan đến COVID-19 ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến cũng đổ sập. Giới chức điều tra sau đó cáo buộc 23 đối tượng đã có hành vi thay đổi kết cấu xây dựng của tòa nhà. Các thành viên chịu trách nhiệm thẩm định công trình đã thông đồng với chủ khách sạn để đưa ra báo cáo sai lệch về tòa nhà. Kính thưa quý khán giả, hơn 50.000 người ở 100 ngôi làng miền Trung Trung Quốc hôm nay buộc phải sơ tán sau khi một con đập ở đây bị vỡ do mưa lớn dài ngày. Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho biết, con đập ở Hồ Phàn Dương bị vỡ rạng sáng nay, làm ngập khoảng 100 ngôi làng xung quanh và tuyến đường cao tốc chính trong khu vực. Ước tính có khoảng 54.000 người thuộc 12.000 hộ gia đình đã buộc phải sơ tán để tránh lũ. Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong, nhưng hàng nghìn người đã được tập kết ở các điểm tạm trú. Một quan chức địa phương cho biết với AFP, chúng tôi chưa có dữ liệu chính xác về số nạn nhân, nhưng nước lũ đã làm ngập các ngôi làng với khoảng hơn 50.000 người sinh sống. Quân đội Trung Quốc đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân ở vùng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vỡ đập được cho là do mưa lớn dài ngày trong khu vực. Tháng trước, một đập thủy điện của Lào cũng bị vỡ khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích. Thưa quý vị, tuần qua, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra gần thành phố Hualien, cách thủ đô Đài Bắc của Đài Loan Trung Quốc 135 km, khiến 14 người bị thương nhưng không có cảnh báo về sóng thần. Cục Phòng cháy Đài Bắc cho biết, toàn bộ những người trên chỉ bị thương nhẹ, trong đó có 13 người bị ốm do hít phải khí đốt bị rò rỉ từ một khách sạn.
số nạn nhân còn lại bị thương do mảnh vỡ rơi từ trần nhà. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo tâm địa chấn nằm ở độ sâu 45 km ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan, cách Hualien 45 km. Đài truyền hình địa phương cho biết, các tòa nhà tại Đài Bắc đã bị rung chuyển trong nhiều giây sau khi động đất xảy ra. Dịch vụ đường sắt cao tốc và tàu điện ngầm ở Đài Loan cũng tạm dừng hoạt động. Động đất thường xảy ra tại Đài Loan song phần lớn ở mức độ nhỏ. Tuy nhiên, trận động đất 7,6 độ Richter ở miền trung Đài Loan năm 1999 đã làm hơn 2.300 người thiệt mạng. Thưa quý vị, động đất tại Trung Quốc rất khác thường. Thay vì xuất hiện ở vị trí giao nhau của hai mảng kiến tạo như các trận động đất lớn trong năm, cơn địa chấn tại Trung Quốc hôm qua lại xảy ra bên trong một mảng kiến tạo. Trận động đất có cường độ 6,9 độ Richter xảy ra gần huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải vào 7 giờ 49 phút hôm thứ Tư theo giờ địa phương. Khu vực hứng chịu động đất là một phần của cao nguyên Tây Tạng, nơi cách mực nước biển hơn 5 km. Life Science cho biết, cao nguyên Tây Tạng cùng với dãy núi Himalaya được tạo ra từ 50 triệu năm trước khi một phần tiểu lục địa Ấn Độ bắt đầu chạm vào lục địa Á. Nhưng điều khác thường là trận động đất hôm qua không xảy ra ở vị trí gặp nhau của hai mảng kiến tạo. Thay vào đó, nó xảy ra ở ngay giữa cao nguyên Tây Tạng. Đây là kết luận của Randy Baldwin, chuyên gia địa vật lý của Trung tâm Thông tin Động đất Quốc gia Mỹ. Trận động đất đẫm máu nhất trong lịch sử loài người xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào năm 1556 và giết chết 830.000 người, cũng xảy ra bên trong mảng kiến tạo. Cao nguyên Tây Tạng đang tiếp tục được nâng lên bởi chính quá trình tạo ra nó, đồng thời cũng bị ép và kéo bởi nhiều lực khác. Những lực đó tạo ra nhiều đường phay hay còn gọi là đường đứt đoạn trên cao nguyên. Giới khoa học chưa xác định được đường phay nào vỡ trong trận động đất hôm qua. Baldwin cho rằng đó có thể là một đường phay nông. Hai phía của đường phay di chuyển ngược chiều nhau, giải phóng một năng lượng cực lớn. Dù trận động đất tại Thanh Hải hoàn toàn khác với cơn địa chấn tại Haiti và Chile, các dấu hiệu của chúng vẫn giống nhau. Tất cả trận động đất đều có một đặc điểm chung về mặt địa chất. Thứ nhất, chúng đều tạo ra những sóng hình chữ Pi mà các máy đo rung chấn có thể phát hiện. Sau đó sóng hình chữ xuất hiện. Khoảng thời gian giữa sóng Pi và sóng cho phép các chuyên gia địa chất xác định vị trí động đất. Baldwin giải thích. Baldwin nói khu vực bị động đất tại Thanh Hải vẫn hứng chịu nhiều dư chấn kể từ hôm qua tới nay. Những dư chấn này có cường độ từ 4,8 tới 5,8 độ Richter. Số lượng và cường độ của dư chấn sẽ giảm dần theo thời gian. Thưa quý vị khán giả, lốc xoáy tràn qua một nửa đất nước tỷ dân khiến 45 người chết. Ít nhất 45 người đã thiệt mạng trong trận bão kèm theo hàng trăm cơn lốc xoáy được coi là tệ hại nhất từng ập vào Trung Quốc đại lục trong suốt hơn 2 thập niên qua, gây ảnh hưởng đến một nửa lãnh thổ nước này. Trong đó, phía Bắc Trung Quốc chịu hậu quả nặng nề nhất. Các cơn lốc xoáy đã bắt đầu ập xuống thủ đô Bắc Kinh hôm thứ Tư và quét qua các tỉnh Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ và Nội Mông trước khi tiến tới Liêu Ninh. Đã xảy ra khoảng 240 trận lốc xoáy. Tỉnh bị tác động nặng nề nhất là Bắc Liêu Ninh. Tin cho hay có hơn 60 cơn lốc xoáy xảy ra tại đây. Tình trạng khẩn cấp đã được ban hành tại nơi này và tại Thiên Tân. Các quan chức địa phương hôm qua cho biết số người tử vong tiếp tục tăng trong hệ thống thời tiết giông bão trong 3 ngày qua, gây ra những cơn lốc xoáy và mưa lũ trên khắp các bang ở Trung Bộ và Nam Bộ Trung Quốc. Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy khắp 7 tỉnh, cây cối và đường dây điện bị phá sập. Trong số các nạn nhân, nhiều người sinh sống trong các căn nhà tiền chế, lưu động ở phía Bắc Trung Quốc, nơi các toán cấp cứu đang tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều nạn nhân khác. Riêng ở Thiểm Tây, nhà chức trách tỉnh này hôm qua xác nhận, bão lốc đã kéo phăng các căn nhà di động hàng nửa cây số. Số người thiệt mạng tại đây cho đến hôm qua xác định được là 7 người. Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây Liu Guohong tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tại Thiên Tân, bão làm bật nhiều gốc cây, đè lên các đường dây điện, phá sập nhiều mái nhà và lật tung một số xe tải loại lớn trên các xa lộ. Trong 2 ngày qua đã thống kê được nhiều người thiệt mạng ở Thiên Tân và Hà Bắc. Có nhiều nhà cửa và ngay cả một nhà máy cũng bị bão làm hư hại nặng. Lu Ze, chủ nhân nhà máy cho hay, phải tốn nhiều triệu đô la mới tái thiết lại. Nhà máy này vốn sản xuất các loại xe tải lớn. Cơ quan khí tượng quốc gia khi đó cảnh báo, trận bão này có thể lan sang các tỉnh Hồ Bắc. Ngoài ra, một trận bão khác đang hình thành và ảnh hưởng đến các tỉnh Sơn Đông, Sơn Tây và Cam Túc. Vâng, thưa quý vị, ngoài mưa lớn ở miền Trung và miền Nam Đài Loan, một số tỉnh miền Nam Trung Quốc gần đây cũng hứng chịu mưa lớn. Số người chết và người mất tích là 2 người. Gần 700.000 người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 530 triệu nhân dân tệ. Trận mưa xối xả ập đến tỉnh Hồ Nam vào sáng thứ Bảy, lượng mưa hơn 200mm trong 3 giờ, hơn 70 huyện bị ảnh hưởng, khiến 2 người chết và 2 người mất tích và hơn 360.000 người bị ảnh hưởng. Mưa xối xả cũng xảy ra tại thành phố Khai Lý, tỉnh Quý Châu, gây sạt lở đất làm 3 người chết, 6 người bị thương, ảnh hưởng đến hơn 30.000 người dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương án sơ tán khẩn cấp những người bị nạn. Gần 300.000 người cũng bị ảnh hưởng ở Giang Tây. Cục khí tượng đại lục dự đoán rằng vẫn sẽ có mưa lớn ở khu vực phía nam của đại lục trong 2 ngày tới. Kể từ đầu mùa lũ tại Trung Quốc, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc và các tỉnh, thành phố khác đã hứng chịu mưa lớn và lũ lụt.
hơn 7 triệu người đã bị ảnh hưởng. Theo thống kê chính thức, 154 người đã thiệt mạng, nhiều nơi đã xảy ra lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất vùi lấp nhà cửa, nạn nhân tiết lộ còn nhiều người mất tích, cơ hội sống sót mong manh và số người chết thực tế sẽ còn tăng lên. Trận lũ lụt thảm khốc xảy ra ở huyện Ang Mo, Quý Châu, lở đất ở thị trấn Gia Di An và thị trấn Gia Di rất nghiêm trọng, lở đất gần như san bằng hai nơi này. Ông Tian ở thị trấn Gia Di An, huyện Ang Mo, tỉnh Quý Châu cho biết, lở đất xảy ra bất ngờ vào ban đêm nên người dân không kịp chạy thoát thân, ngôi làng trở nên hỗn loạn, bờ kè đều bị sập, lũ quá mạnh và hơn 80 ngôi nhà bị sập. Tất cả các trường học ở Gia Di An tất cả đều bị phá hủy nên học sinh không thể đến lớp. Anh Quang đến từ Gia Di Hen hiện đang làm việc trong quận. Anh cho biết những người mất tích có rất ít cơ hội sống sót và số người chết sẽ còn tăng lên. Ông Quang ở thị trấn Gia Di, huyện Ang Mo, tỉnh Quý Châu nói, đất ở huyện Ang Mo đã chất đống rất cao và chúng tôi đã cố gắng hết sức để giải cứu những người bị mắc kẹt trong những ngày qua. Cô Li ở Tong Cheng County, Xianning, Hu cho biết, rất nhiều ngôi nhà đã bị sập ở đây. Phía chúng tôi đang rất nghiêm túc, nước và điện chỗ chúng tôi hiện đều đã ngừng hoạt động. Feng Yong Feng, người sáng lập tổ chức bảo vệ môi trường đã chỉ ra nguyên nhân của trận lụt. Feng Yong Feng cho biết, việc phá rừng rất nghiêm trọng ở Trung Quốc. Hạ lưu sông Dương Tử cũng đang bị tàn phá ở Xianning và Hoang Gang và Hồ Bắc, nơi sạt lở đất có nhiều cây lớn bị chặt dẫn đến sạt lở đất mới. Theo thống kê chính thức, tính đến 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, trong số 154 người chết, trong đó ở Giang Tây 23 người, ở Hồ Bắc 39 người chết và 10 người mất tích, ở Hồ Nam 50 người chết và 21 người mất tích, ở Quý Châu 24 người chết và 32 người mất tích, ở cả Trùng Khánh và Tân Cương 18 người chết và 8 người mất tích, Khánh và Tân Cương 18 người chết và 8 người mất tích, Khánh và... Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Tin cực kỳ khẩn cấp, hôm qua tàu chiến của phía Trung Quốc đối đầu nảy lửa với tàu chiến của Mỹ ở sát quần đảo Hoàng Sa ngoài khơi Biển Đông, đẩy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh lên mức báo động đỏ. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông lại tiếp tục căng hơn dây đàn khi vào lúc 16 giờ 30 phút ngày hôm qua đã xảy ra một cuộc đụng độ đối đầu đầy gây cấn giữa tàu chiến mang tên USS Rheinland của chiến hạm Mỹ với các tàu chiến của phía Trung Quốc ở ngoài khơi Biển Đông. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do phía chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Theo giới quan sát về Biển Đông cho biết, vào chiều ngày hôm qua khi con tàu chiến mang tên USS Rheinland của Hoa Kỳ đang di chuyển sát quần đảo Hoàng Sa thì bất ngờ bị một nhóm tàu hung dữ và một con tàu chiến cỡ lớn phía Hải quân Trung Quốc xông ra bao vây, xua đuổi, lập tức đụng độ nảy lửa đã xảy ra. Hai bên liên tục cho tàu chiến quần thảo nhau, rượt đuổi nhau, thậm chí có lúc phía Trung Quốc còn dùng vòi rồng để phun vào con tàu chiến của Mỹ. Hải quân của Bắc Kinh còn cho giương súng định bắn đạn thật để xua đuổi tàu USS Rheinland của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chiến hạm của Hải quân Mỹ đã quyết định cho bẻ lái, tăng tốc nhằm tránh va chạm với phía Trung Quốc. Nhưng Hải quân của Bắc Kinh đã cố tình lao lên gây sức ép, hòng đâm trực diện, cảnh cáo tàu chiến của Mỹ. Và cuộc rượt đuổi chiều ngày hôm qua đã được diễn ra như những thước phim hành động của Hollywood. Và để thoát ra khỏi vòng vây nguy hiểm trên từ phía Bắc Kinh, tàu chiến của Hải quân Mỹ đã buộc phải tăng tốc cực nhanh cho đâm chìm một con tàu do thám của phía Trung Quốc để cảnh cáo. Tưởng chừng phía Bắc Kinh run sợ và cho tháo chạy, nhưng không, lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng tốc, đòi bắn đạn thật, uy hiếp con tàu chiến của Mỹ. Ngay lúc đó, chiến hạm USS Rheinland của Mỹ đã phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục phóng tên lửa để tấn công hải quân phía Trung Quốc. Sợ bị trúng tên lửa, nhóm tàu của Bắc Kinh đã cho chạy tán loạn, hòng thoát thân. Thưa quý vị, sau khi rượt đuổi với nhau và đụng độ dữ dội giữa hải quân hai nước ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, là tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình, đã trực tiếp lên tiếng nói rằng "Chúng tôi kịch liệt phản đối nhóm tàu chiến của Mỹ đã xâm phạm vào vùng biển của Trung Quốc ở quần đảo Tam Sa. Hành vi trên là không thể nào dung tha và chấp nhận được vì nó gây ra mất an ninh, an toàn cho vùng biển của Bắc Kinh. Đề nghị Hải quân của Hoa Kỳ cho rút ngay toàn bộ tàu chiến nói trên ra khỏi vùng biển của chúng tôi nếu không muốn xảy ra thương vong." Bà Hoa Xuân Oánh còn mạnh mẽ tuyên bố rằng, "Hôm qua, Hải quân của Bắc Kinh đã làm nhiệm vụ rất tốt,
khi đánh đuổi được con tàu chiến của Mỹ ra khỏi lãnh hải của Trung Quốc ở quần đảo Tam Sa. Phía Trung Quốc nói rằng chính quyền của Mỹ nên tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID đi, bởi vì Hoa Kỳ đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bệnh dịch, chứ đừng đem tàu chiến, máy bay đi vào Biển Đông để uy hiếp chính phủ Trung Quốc, bởi Bắc Kinh sẽ không bao giờ để cho Hoa Kỳ lộng hành ở vùng biển này đâu. Bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng Biển Đông là biển riêng của Trung Quốc với 10 nước ASEAN, đề nghị các nước trên thế giới không được can thiệp, nhúng tay vào, nếu không Trung Quốc sẽ đáp trả một cách quyết liệt và mạnh mẽ nhất. Được biết, sau cuộc đụng độ đối đầu căng thẳng giữa Hải quân Trung Quốc và một tàu chiến cỡ lớn của Mỹ ngày hôm qua, và sau bài phát biểu có tính chất ngông cuồng, hống hách của bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao phía Trung Quốc, tối ngày hôm qua, một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng của Mỹ đã trực tiếp lên tiếng nói rằng bác bỏ hoàn toàn việc tàu khu trục mang tên là Jiran của Hải quân Hoa Kỳ bị phía Trung Quốc đánh đuổi và trục xuất ra khỏi ngoài khơi của quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Chúng tôi cho rằng phía Trung Quốc đã đưa ra thông tin không đúng sự thật nhằm mục đích xấu. Bắc Kinh khẳng định đã đưa ra lời cảnh báo và sau đó đụng độ đâm húc, trục xuất, đánh đuổi một con tàu chiến của Hải quân Mỹ ra khỏi ngoài khơi ở Biển Đông là hoàn toàn sai trái. Chúng tôi nhấn mạnh rằng là không có sự vụ trên, đồng thời Mỹ cũng đưa ra cảnh báo với các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên thế giới rằng chúng ta không nên tin vào phía Trung Quốc bởi vì họ thường nói một đằng làm một nẻo. Phía Bắc Kinh hay đổi trắng thay đen, biến có thành không và biến không thành có để rồi dùng vũ lực xâm chiếm các nước trong khu vực. Điều đó là không thể nào dung tha và chấp nhận được. Chúng ta phải có những hành động quyết đoán để trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh. Mỹ khẳng định sự việc đối đầu căng thẳng vào chiều ngày hôm qua là hoàn toàn đúng khi một tàu khu trục cỡ lớn của Hải quân Hoa Kỳ tiến sát vào quần đảo Hoàng Sa để tuần tra, tuần duyên. Vì nhận thấy rằng trong suốt thời gian vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình ra sức bành trướng bắt nạt, có những tuyên bố gây sốc sai trái, vô lý với cả thế giới về vùng biển này. Cho nên chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã phát lệnh điều gấp cho Hải quân Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ có mặt tại đây để dẹp loạn phía Trung Quốc, trừng trị Bắc Kinh để trả lại bình yên cho Biển Đông. Chúng tôi xin nhắc lại rằng, vụ đụng độ ngày hôm qua, Hải quân của Mỹ đã đâm chìm một tàu do thám biển của phía Trung Quốc để cảnh cáo vì chúng tỏ ra rất hung dữ. Chính phủ Mỹ còn nói rằng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là hoàn toàn của Việt Nam. Điều này đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ, cũng như các minh chứng lịch sử bằng chứng sống xác định rằng hai quần đảo trên hoàn toàn là của Việt Nam. Công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra rằng Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi với hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói trên, đề nghị phía Trung Quốc tôn trọng và thực thi theo đúng luật pháp quốc tế. Nếu không, Mỹ và các nước đồng minh cũng như đối tác ở khu vực Đông Nam Á, châu Á sẽ san phẳng Bắc Kinh. Thưa quý vị, việc Hải quân của Mỹ liên tục điều tàu chiến xuất hiện ở ngoài Biển Đông để răn đe, cảnh cáo phía Bắc Kinh đã được các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới hoàn toàn ủng hộ, hoan nghênh, tán dương. Các nước nói rằng ủng hộ Mỹ ra tay trừng trị Trung Quốc để bảo vệ Biển Đông, bảo vệ vùng biển đảo cho các nước đồng minh, cũng như các đối tác trong đó có Việt Nam. Hiện thì phía Trung Quốc vẫn nuôi cái tham vọng độc chiếm Biển Đông về tay Bắc Kinh theo đúng ý định của người đứng đầu Đảng Cộng sản, ông Tập Cận Bình. Bởi vì người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập nói rằng phải chiếm được Biển Đông thì Trung Quốc mới trở thành cường quốc số 1 trên thế giới vào năm 2030. Trong một phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh, người đứng đầu phía Trung Quốc nói rằng hiện tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của chúng ta đã khống chế được dịch bệnh virus corona. Vì thế, bây giờ nhiệm vụ quan trọng của Trung Quốc là khôi phục kinh tế càng nhanh càng tốt, đồng thời cho hải quân cũng như là tàu thuyền ra ngoài Biển Đông để xây dựng những hòn đảo nhân tạo, đặt các cơ sở quân sự ở ngoài đó. Bởi vì chính những nơi đây là lá chắn quân sự cực kỳ tốt cho Trung Quốc. Thưa quý vị, được biết, trong suốt thời gian vừa qua, Trung Quốc đã liên tục đưa những cái chủ quyền phi pháp ở ngoài Biển Đông như thành lập hai huyện đảo Tam Sa và Nam Sa, gây phẫn nộ cho cộng đồng trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hành động của phía Trung Quốc là đi ngược lại với hòa bình trên thế giới. Trong một bài phát biểu tại thủ đô Tokyo, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc cam kết sẽ không gây hấn và bành trướng ở ngoài Biển Đông.
Trung Quốc sẽ giữ hòa bình, an ninh, trật tự cho khối ASEAN ở khu vực Đông Nam Á, nhưng những gì Trung Quốc đã và đang làm thì đi ngược lại với những phát biểu nói trên. Vì thế, chúng ta phải hết sức cảnh giác với cả chính quyền của Bắc Kinh. Trước tình hình bành trướng ngỗ ngược của phía Trung Quốc, Mỹ và các nước trên thế giới như Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga đã liên tục điều tàu khu trục, điều tàu chiến, điều máy bay chiến đấu tiến ra ngoài Biển Đông để răn đe, trừng trị phía Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh vẫn phớt lờ tất cả những cảnh báo nói trên. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người đáng quan tâm. Đó là mới đây, phía Trung Quốc đã cho lồng một bài hát về Biển Đông để nói rằng Biển Đông là của phía Trung Quốc, gây phẫn nộ cho cộng đồng tại đất nước Philippines. Được biết, năm 2016, Philippines đã từng thắng kiện tòa trọng tài quốc tế khi kiện Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc và khi đó Philippines đã thắng kiện hoàn toàn. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc vẫn không chấp nhận phán quyết trên. Bộ Ngoại giao của Mỹ mới đây đã chỉ trích Bắc Kinh lợi dụng sự tập trung của các nước trong khu vực trong công cuộc phòng chống dịch bệnh. Bắc Kinh đã tăng cường ngoại giao trong mùa dịch này thông qua viện trợ y tế cho nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á. Nước này đã gia tăng các hoạt động trái phép trên Biển Đông, liên tiếp xâm phạm vào lãnh hải của Philippines, Malaysia, Singapore và Myanmar, trong đó có cả Brunei. Vì thế, chúng ta phải hết sức cảnh giác với cách ngoại giao nguy hiểm của phía Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh đã quá sai lầm khi liên tục thực hiện các hành vi khiêu khích trên Biển Đông vì cho rằng các bên liên quan sẽ phản ứng yếu ớt trong bối cảnh mà đối phó với dịch bệnh bắt nguồn từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh đã cho thấy họ sẽ không bao giờ từ bỏ các yêu sách của chủ quyền vô lý trên Biển Đông, bất chấp đã bị cộng đồng quốc tế nhiều lần bác bỏ. Giới chuyên gia nhận định, kể cả khi không có đại dịch, Bắc Kinh vẫn sẽ bắt nạt ngư dân các nước và quấy rối các hoạt động khai thác dầu khí ở trong khu vực. Trung Quốc đang tận dụng triệt để đại dịch với niềm tin là những gì họ đang làm sẽ không vấp phải sự phản đối nào từ cộng đồng trên toàn thế giới, bởi vì Bắc Kinh cho rằng các nước đang tập trung cho công cuộc phòng chống đại dịch. Nhưng ngày hôm qua, tàu khu trục của Mỹ lần thứ 13 trong một tháng đã liên tiếp xuất hiện ở ngoài Biển Đông để răn đe phía Trung Quốc. Không những thế, tại vùng Biển Đông phía Nam, ba tàu chiến của Mỹ và một tàu khu trục cỡ lớn của Australia đã tham gia một cuộc tập trận chung rất lớn để răn đe con tàu khảo sát địa chất hải dương 10 của phía Bắc Kinh đang khảo sát bất hợp pháp ở vùng biển của Malaysia. Theo một thông tin mới nhất thì Đài Loan cho biết nhóm tàu chiến của Trung Quốc đang lởn vởn ở ngoài khơi eo biển Đài Loan và sắp tới chắc chắn sẽ gây ra những cái hành động gây mất an ninh, an toàn cho Đài Bắc. Vì thế, các nước trong khu vực phải hết sức cảnh giác. Đồng thời, nếu phát hiện nhận ra những sai trái của Bắc Kinh, phải ra tay trừng trị ngay lập tức. Nếu không, hiểm họa khôn lường và Biển Đông sẽ còn dậy sóng trong những ngày tới. Tin cực nóng, hôm nay bất ngờ Mỹ dồn toàn lực dội bom Trung Quốc lẫn Campuchia vì tội bí mật bắt tay nhau đàn áp các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, tình hình khu vực châu Á nói chung và khu vực Biển Đông nói riêng đang ở trong một tình thế hết sức nguy hiểm khi chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen liên tục ký các quyết định cho phía Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng trên đất của Campuchia. Đổi lại, phía chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ bơm cho chính quyền ông Hun Sen một lượng tiền được cho là cực lớn. Điều này làm dấy lên mối lo ngại cho an ninh trong khu vực. Sự nguy hiểm trên còn được đẩy lên cao khi ngày hôm qua, phía chính quyền ông Hun Sen của Campuchia lại tiếp tục ký một thỏa thuận cho phía Bắc Kinh đem tàu khảo sát, đem giàn khoan cũng như con người đến thăm dò khai thác dầu khí trên vùng biển, trên vùng lãnh hải của Campuchia, bất chấp những lời cảnh báo trước đó từ các nước trong khu vực. Nhưng không hiểu sao chính quyền của Thủ tướng Hun Sen lại làm như vậy. Câu hỏi đặt ra là có phải Campuchia muốn kết thân với Trung Quốc hay không, hay là do chính quyền ông Hun Sen đã nhận một khoản tiền lót tay khổng lồ từ chính quyền Trung Quốc, nên bây giờ buộc phải đành cho phía Bắc Kinh muốn làm gì thì làm trên chính đất nước của mình. Còn nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc muốn kết thân với Campuchia để lợi dụng chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen hòng thực hiện âm mưu khống chế khu vực Đông Nam Á, đồng thời thách thức Mỹ. Campuchia không biết rằng điều đó là rất nguy hiểm bởi nó sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh trong khu vực, nơi 9 nước ASEAN còn lại đang có sự đoàn kết cao độ trước sự bành trướng của phía Trung Quốc, thì một mình Campuchia lại đi kết thân với cả chính phủ Bắc Kinh. Thưa quý vị, trước tình hình cấp bách và nguy hiểm trên, chính quyền Tổng thống Biden đã quyết định điều quân đội mang theo 10.000 lính chuyên nghiệp
cùng một tàu chiến cỡ lớn, một tàu sân bay USS hiện đại bậc nhất của hạm đội Thái Bình Dương, cùng 5 máy bay B-52 mang theo bom đồng loạt xuất kích rội bom, hòng phá nát các căn cứ quân sự được cho là mối hiểm họa, nguy hiểm và phía Bắc Kinh đang cho xây dựng, đồn trú trên chính đất nước của Campuchia, đồng thời dập tắt mọi âm mưu mà chính quyền ông Tập Cận Bình và chính quyền ông Hun Sen đang ngấm ngầm đi đêm, cấu kết bắt tay với nhau phản bội các nước trong khu vực. Các nhà phân tích cho rằng hành vi trên của Campuchia làm dấy lên mối lo ngại trong khu vực, cũng như làm mất lòng tin đối với các nước khi dày công tin tưởng Thủ tướng ông Hun Sen. Thưa quý vị, tình hình hiện tại ở Campuchia đang hết sức phức tạp và đáng báo động khi quân đội của Trung Quốc trong những năm vừa qua đã tràn sang đất nước của Campuchia để lập các căn cứ quân sự nhằm thị uy sức mạnh để dương oai với các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời thách thức thế giới trong đó có Mỹ. Cho nên Hoa Kỳ đã cho đồng loạt quân đội dội bom lên các căn cứ của Trung Quốc ở đất nước Campuchia là một điều rất đáng hoan nghênh và thế giới luôn chung tay ủng hộ. Thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy của Hoa Kỳ cho biết, chính quyền ông Tập Cận Bình đã bơm một lượng tiền được cho là rất lớn cho chính phủ Campuchia. Đổi lại, chính quyền ông Hun Sen phải cấp cho phía Trung Quốc một số khu vực chiến lược có vị trí địa chính trị thuận lợi để phía Bắc Kinh xây dựng, lập các căn cứ quân sự nhằm tiến tới xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực để nhằm mục đích kiểm soát khu vực Đông Nam Á trước khi tiến tới lên làm bá chủ của thế giới. Nguồn tin của Mỹ còn cho biết, đây là một bước đi trong kế hoạch dài hạn của chính quyền Trung Quốc, đó là đầu tiên xâm chiếm Biển Đông, xâm chiếm các nước láng giềng, tiến tới làm bá chủ của thế giới, chiếm lĩnh vị trí số 1 của Mỹ, theo đúng ý đồ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Nhận thấy điều nguy hiểm nói trên, chính quyền Tổng thống ông Joe Biden đã rất nhanh chóng điều máy bay B-52 áp sát các căn cứ quân sự mà Trung Quốc đang cho xây dựng trên đất của Campuchia. Tại căn cứ quân sự có tên là Dream, thuộc thành phố Sialovo, nơi được cho là phía Trung Quốc đang cho đặt rất nhiều kho vũ khí, tên lửa, tàu chiến, hệ thống radar và sân bay quân sự để khống chế khu vực Đông Nam Á. Theo các chuyên gia quân sự trên thế giới cho biết, rất có thể trong tuần tới, chính phủ Tổng thống Biden sẽ cho Hải quân Không quân của Hoa Kỳ dội bom phá nát, phá hủy các căn cứ này của phía Trung Quốc và Campuchia vì cho rằng nó đã gây ra mối nguy hiểm cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời đe dọa tới các căn cứ quân sự mà Mỹ đang đặt tại một số nước đồng minh của mình ở châu Á. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, chính quyền ông Hun Sen đã bị mờ mắt vì đồng tiền khi mà Trung Quốc đã tung ra một lượng tiền được cho là cực lớn để mua chuộc các căn cứ quân sự của Campuchia và chính phủ ông Hun Sen đã đồng ý đặt bút ký cho chính quyền ông Tập Cận Bình dùng căn cứ quân sự tại quân cảng Rim thuộc thành phố Sialovo trong vòng 100 năm, nơi được cho là cực kỳ thuận lợi cho lĩnh vực quân sự. Và các chuyên gia cho rằng chính quyền của ông Tập đã lập mưu đồ thành công khi mà dùng tiền bơm vào Campuchia để thôn tính. Mục đích là để chiếm được các căn cứ quân sự trọng điểm này để thách thức thế giới, trong đó có Mỹ. Và bây giờ, nhiệm vụ của Tổng thống Joe Biden là dội bom phá nát các căn cứ quân sự kể trên. Nếu không, nó sẽ gây ra nguy hiểm cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Thưa quý vị, theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, đã có một thỏa thuận mật khi ngày hôm qua, chính quyền Campuchia lại ký kết một quyết định cho phía Bắc Kinh khai thác dầu khí tại vùng biển của Campuchia. Các nhà quan sát cho biết, nếu như cứ đà này xảy ra mấy bữa nữa, quân đội, không quân, hải quân và các công ty dầu khí của Trung Quốc sẽ tràn hết sang đất của Campuchia. Khi đó, chính quyền ông Hun Sen sẽ bị xóa sổ và thay vào đó là một miền đất mới mang tên Trung Cộng. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới của Anh cho biết, cách đây 10 ngày, trong lúc mà phía Trung Quốc và tất cả các nước trên thế giới đang căng mình chống chọi lại với cả dịch bệnh gây ra, thì Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen đã bất ngờ xuất hiện ở Bắc Kinh. Câu hỏi đặt ra là trong bối cảnh dịch bệnh đó, ông ta xuất hiện ở Trung Quốc để làm gì? Có rất nhiều ý kiến cho rằng ông ta xuất hiện ở Trung Quốc là để thể hiện tình cảm của Campuchia đối với Trung Quốc. Ông ta xuất hiện ở Trung Quốc là để nịnh Trung Quốc, để vay tiền Trung Quốc. Nhưng có một vài ý kiến khác cho rằng ông Hun Sen xuất hiện ở Bắc Kinh là để ký kết với Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình liên quan tới việc Trung Quốc sắp tới sẽ thuê một khu đất rừng rộng lớn của Campuchia để xây dựng tiếp một căn cứ quân sự. Đổi lại, chính quyền ông Hun Sen sẽ nhận một khoản tiền trợ cấp từ chính phủ Trung Quốc. Đó là lý do vì sao mà trong lúc bệnh dịch đang hết sức nguy hiểm và khẩn cấp thì ông Hun Sen lại có mặt tại Bắc Kinh trong đúng thời điểm nước sôi lửa bỏng.
Thưa quý vị, theo một nguồn tin mật báo từ Mỹ cho biết, hôm kia, Bộ Mỏ và Năng lượng của Campuchia đã ra một thông báo cấp phép thăm dò dầu khí trên biển cho một công ty có vốn đầu tư của Trung Quốc. Theo nguồn tin, ông Chep Sua, Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu Mỏ, Bộ Mỏ và Năng lượng của Campuchia cho biết, chính phủ của ông Hun Sen đã cấp phép cho một công ty của Trung Quốc đang có vốn đầu tư tại Bắc Kinh được phép thăm dò dầu khí, mang theo tàu thuyền, mang theo giàn khoan và tàu khảo sát, cũng như là con người đến vùng biển, đến vùng lãnh hải của Campuchia để khai thác dầu khí. Hiện nay, các công ty này đang nghiên cứu về trữ lượng dầu mỏ tại khu D thuộc lãnh hải của Campuchia. Sau khi kết thúc quá trình nghiên cứu trữ lượng, công ty của Trung Quốc sẽ được cấp visa và cấp phép để khai thác dầu khí tại vùng biển này. Các nhà quan sát cho rằng đó là một điều cực kỳ nguy hiểm bởi vì nó sẽ gây ra mối an nguy cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng khi có phía Trung Quốc nhúng tay vào và chúng ta phải hết sức cảnh giác với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Theo nguồn tin từ Mỹ thì ông Chep Sua của Campuchia còn tiết lộ thêm giấy phép thăm dò dầu khí này có thời hạn là 100 năm được chia làm hai giai đoạn. Khu vực thăm dò dành cho các công ty của Trung Quốc với diện tích bề mặt hơn 5.000 km2 trên mặt biển. Trước đó, chính phủ của ông Hun Sen cũng đã cấp phép cho công ty của Singapore được khai thác dầu khí tại khu A với hy vọng sẽ bơm được lô dầu khí đầu tiên vào giữa năm 2021. Mặc dù theo dự án ban đầu, sản lượng dầu khí của lô A sẽ khiêm tốn, nhưng chính phủ Campuchia hy vọng đây sẽ là một bước tiến đầu tiên trong việc phát triển ngành dầu khí của nước này và Campuchia hy vọng sự kết hợp với phía Trung Quốc sẽ đem lại lợi nhuận cũng như đem lại một nguồn tiền khổng lồ cho Thủ tướng ông Hun Sen. Thưa quý vị, theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, thì Trung Quốc đang cho xây dựng một sân bay cỡ lớn, một khu dựng rộng trên đất của Campuchia và đó là một điều cực kỳ nguy hiểm. Thông tin từ Mỹ cho biết sân bay có tên là Dakasako do nhà thầu của phía Trung Quốc đã xây dựng và hình thành trong một khu rừng rộng hoang sơ ở tây nam của Campuchia khi được hoàn thành vào năm tới. Sân bay quốc tế có tên là Dakasako ở tỉnh Cô Công sẽ sở hữu đường băng dài nhất Campuchia. Được biết gần đó các công nhân đang miệt mài đốn các cây xanh trong rừng để tạo ra một khoảng đất rộng lớn cho các nhà thầu của Trung Quốc. Các nhà quan sát cho rằng tại các dự án lân cận do nhà thầu Trung Quốc đang triển khai ở đất Campuchia làm dấy lên mối lo ngại rằng Bắc Kinh đang có những kế hoạch biến Campuchia trở thành một tiền đồn quân sự cho riêng mình và Bắc Kinh không lâu sau sẽ xâm chiếm được Campuchia. Tại sao Trung Quốc lại muốn xây dựng đường băng trong rừng rậm của Campuchia? Đó là một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm cũng như thắc mắc. Công trình này sẽ giúp cho Trung Quốc phát huy được sức mạnh không quân toàn diện để khống chế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi đối với cả Mỹ khi mở rộng nó sẽ ảnh hưởng tới nước ngoài. Trung Quốc phải cạnh tranh với chiếc ô an ninh mà Mỹ đã dựng lên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ những thập kỷ trước. Thưa quý vị, tại khu vực bờ biển Dakasako ở tây nam Campuchia, giới chức quân sự Mỹ cho biết Trung Quốc đã bơm một lượng tiền khổng lồ cho chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen. Đổi lại Bắc Kinh sẽ nhận được một khoản đất rất lớn để xây dựng các căn cứ quân sự và sau này chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ cho hải quân, không quân cũng như quân đội đồn trú tại đất nước của Campuchia. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, thì Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia đang có xu hướng quay lưng lại với Washington và kết thân với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Trong khu vực đã dấy lên mối lo ngại rằng các đường băng, các căn cứ quân sự của Bắc Kinh đang đồn trú tại đất của Campuchia. Nó vượt xa tầm kiểm soát của các nước trong khu vực và bất kỳ bước đi nào của chính phủ Campuchia nhằm hoan nghênh quân đội của Trung Quốc hiện diện ở nước này đều làm xáo trộn hòa bình cũng như ổn định trong khu vực. Và hy vọng trong thời gian tới, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ điều quân đội, hải quân, không quân của Hoa Kỳ dội bom phá nát các căn cứ quân sự cũng như là sân bay, bến cảng mà phía Bắc Kinh đang cho xây dựng trên đất của Campuchia để trả lại sự bình yên cũng như là an ninh, an toàn cho khu vực Đông Nam Á. Nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu ông Tập Cận Bình khi tình trạng thất nghiệp đang lan rộng khắp Trung Quốc và nền kinh tế đang tuột dốc không phanh. Thưa quý vị, theo một thống kê mới nhất cho hay, nền kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong gần 100 năm vừa qua khi nạn thất nghiệp làm rộng khắp Trung Quốc. Các công ty, các tập đoàn lũ lượt đóng cửa rời bỏ Bắc Kinh để đi tìm các vùng đất mới. Có một nguồn tin ác ý cho rằng đó là nghiệp quật hay còn gọi là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu ông Tập Cận Bình vì những đường lối sai lầm của ông Tập gây ra trong đối nội và đối ngoại trong suốt thời gian vừa qua.
Theo các nhà phân tích cho biết, về đối ngoại, chính quyền của Trung Quốc đã mắc quá nhiều sai lầm để dẫn đến những nhân quả báo ứng của ngày hôm nay. Và theo các nhà phân tích chỉ ra rằng, có 3 chính sách đối ngoại sai lầm của ông Tập khiến cho Trung Quốc lâm vào cảnh lầm than trong năm. Đó là về chính sách đối ngoại ở Biển Đông. Các nhà phân tích chỉ ra rằng Trung Quốc đã quá tham lam khi nhận tới 90% diện tích Biển Đông là của Bắc Kinh. Bằng chứng rõ nét nhất là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã mạnh miệng tuyên bố trước báo chí của thế giới rằng tất cả các hòn đảo lớn nhỏ ở ngoài Biển Đông là của Trung Quốc. Lập luận của bà Hoa Xuân Oánh cho rằng bản đồ lưỡi bò của chúng tôi đã nói lên tất cả. Xin thưa với quý vị rằng, quý vị có biết bản đồ lưỡi bò của phía Trung Quốc ở đâu ra không? Và thế giới có nước nào công nhận nó không? Thì câu trả lời là không có một nước nào trên thế giới công nhận cái gọi là bản đồ lưỡi bò của phía Trung Quốc. Ngay cả đến Tòa trọng tài quốc tế của Liên Hợp Quốc năm 2016 cũng đã ra tuyên bố bác bỏ con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Và trên hành tinh này chỉ có Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Và đó là một sai lầm nghiêm trọng của chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng Trung Quốc biết sai nhưng không biết sửa. Chính vì điều đó, nó đã đẩy Trung Quốc dẫn đến các cuộc đụng độ liên tiếp trên Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua với cả các nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức và các nước trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ và kể cả với một số nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Philippines, Malaysia và Việt Nam. Và đó chính là một nguyên nhân mà bây giờ phía Trung Quốc phải đón nhận nhân quả báo ứng. Thưa quý vị, một chính sách sai lầm thứ hai mà giới phân tích đưa ra đó là việc Trung Quốc tuyên chiến với cả Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đã mắc phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khi gây chiến với cả chính quyền Tổng thống Joe Biden. Bởi vì giới phân tích chỉ ra rằng khác hẳn với những đời Tổng thống Mỹ trước đây, Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump trước đây và bây giờ là Tổng thống Joe Biden, ông đã liên tục dội lên đầu ông Tập Cận Bình những cáo nước cực lạnh để trừng trị phía Trung Quốc, buộc Trung Quốc phải tuân theo đúng luật chơi chung của thương mại thế giới. Và trong một bài phát biểu trước báo giới quốc tế tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã nói rằng tôi là người được chọn để đối đầu với Trung Quốc, tôi sẽ dập tắt mọi tham vọng và bá quyền của chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, đắc cử Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, ông Joe Biden đã khiến cả thế giới bất ngờ. Ông Biden đã liên tiếp mạnh tay trong cuộc đối đầu khiến Trung Quốc chưa bao giờ điêu đứng như ngày hôm nay. Theo các chuyên gia phân tích cho rằng, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ trước đây, Trung Quốc đã quá dễ dàng lộ trình hóa tham vọng bành trướng của mình trên Biển Đông, cũng như trong lĩnh vực thương mại. Khác với người tiền nhiệm dùng các thỏa thuận đa phương để biến Trung Quốc thành bạn, thì Tổng thống Mỹ ông Donald Trump Joe Biden đang áp dụng chiến lược cạnh tranh song phương trực tiếp với cả các quốc gia nhiều tham vọng này. Lập trường cứng rắn của Tổng thống Biden đang nhắm tới hàng loạt các vấn đề tai tiếng của Trung Quốc, từ những hành vi phi pháp ở trên Biển Đông, hoạt động thương mại mang tính cướp bóc, dự án vành đai và con đường đang bị hoài nghi rộng rãi trên khắp thế giới, đến mạng lưới truyền thông và gián điệp trên khắp hành tinh này, không tham vọng nào của phía Bắc Kinh có thể an toàn trước Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Mỹ có thể làm chật bánh xe của kinh tế Trung Quốc, vốn luôn tự cho rằng nó sẽ luôn tiến về phía trước. Theo một chuyên gia kinh tế nổi tiếng trên thế giới, ông Mocher của Anh cho biết, dưới thời chính quyền ông Biden, nền kinh tế của Mỹ đang bay lên như một con phượng hoàng, từ đống tro tàn của những quy định hành chính rườm rà, thuế cao và những thỏa thuận thương mại tồi tệ đã từng đe dọa sẽ bóp nghẹt nó. Mặt khác, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại, dưới gánh nặng của dân số đang già đi, tham nhũng thì lớn, đầu tư không hiệu quả, nợ quá mức. Thêm vào đó, ngày càng có nguy cơ sản phẩm hàng hóa Trung Quốc sẽ dần dần bị chối bỏ khỏi thị trường của thế giới. Và theo các chuyên gia kinh tế nhận định, rất có thể sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện với Trung Quốc vào năm 2021. Giữa lúc Trung Quốc đang vật lộn với nguy cơ các nhà đầu tư tháo chạy, thì Tổng thống Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada. Trong đó có các điều khoản cản trở các nước thành viên hợp tác với một nền kinh tế đầy thị phi như Trung Quốc. Và nếu điều này đạt được giữa Mỹ và Liên minh châu Âu cũng như các nước lớn trên thế giới thì nó có tác động cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình trong hệ thống thương mại toàn cầu. Trái ngược lại với tình trạng bất an của Trung Quốc là những thành tựu nổi bật của chính quyền ông Joe Biden đối với nền kinh tế và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã ghi nhận công lao đáng nể đối với 500 thành tích trong 30 lĩnh vực. Theo Washington, thì một trong những thành công vang dội của chính quyền Joe Biden là tạo thêm 5 triệu việc làm tại Mỹ. Một điều không tưởng mà Tổng thống Obama đã từng thách thức ông Biden rằng
ông có cây đũa thần nào để đem lại những việc làm đã mất ở Mỹ hay không. Và một điều cực kỳ quan trọng đó, chính dưới thời Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, thì hải quân của Hoa Kỳ đã thắng thế hải quân của Trung Quốc ở Biển Đông. Khác với thời Tổng thống Mỹ trước đây đã hạn chế xuất hiện ở Biển Đông để ngăn chặn căng thẳng với phía Trung Quốc, thậm chí không cho hải quân Mỹ tuần tra tự do hàng hải ở ngoài Biển Đông. Chiến lược của chính quyền Joe Biden là thực hiện thường xuyên trên Biển Đông, thông qua đó để đảm bảo được những tuyến hàng hải và hàng không tự do trong khu vực cũng như thách thức với cả phía Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một cái thông điệp rằng chính quyền ông Tập Cận Bình không nên làm những điều trái ngang cũng như là ngang ngược ở ngoài Biển Đông, nếu không sẽ bị trừng trị. Thưa quý vị, có một cái tin rất được quan tâm, đó là chính quyền ông Tập Cận Bình đã thừa nhận Bắc Kinh đang đối mặt với rất nhiều thử thách và khó khăn. Trước mắt, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã kêu gọi Trung Quốc chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi nhằm đối phó với hàng loạt nguy cơ rủi ro sắp đến. Theo tờ báo Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã có một bài phát biểu tại lễ khai mạc chương trình đào tạo cán bộ trẻ tại một trường đảng ở Bắc Kinh và ông Tập yêu cầu các cán bộ trẻ cần có tinh thần chiến đấu và đấu tranh cao để vượt qua những thử thách mà phía Bắc Kinh đang phải đối mặt từ những nguy cơ an ninh, rủi ro về tài chính. Cuộc đấu tranh mà chúng ta đang đối mặt không phải là ngắn hạn mà là dài hạn, ông Tập nói. Đồng thời, ông cũng cho biết cuộc đấu tranh này sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất cho tới năm 2049 khi mà Trung Quốc kỷ niệm tròn 100 năm ngày thành lập nước. Ở thời điểm hiện tại và trong tương lai, sự phát triển của Bắc Kinh đang bước vào giai đoạn xấu nhất trong 100 năm vừa qua và những thử thách này ngày càng phức tạp hơn. Ông Tập nói vậy. Trong bài phát biểu của mình thì ông Tập Cận Bình cũng đề cập tới hàng loạt những thách thức mà phía Trung Quốc đang phải đối mặt gồm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, Hồng Kông và Đài Loan. Nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng đã kêu gọi kiên quyết đấu tranh trước bất cứ nguy cơ và thách thức nào. Phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều sức ép cả trong nước lẫn quốc tế. Cuộc chiến thương mại với Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và cuộc chiến ở Biển Đông giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Hoa Kỳ đang rất căng thẳng khi xảy ra hàng loạt các vụ đụng độ tàu chiến ở Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tìm cách đối phó với các cuộc biểu tình kéo dài suốt 7 tháng vừa qua mà chưa có hồi kết ở Hồng Kông và tất cả những vấn đề trên đều là do nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu ông Tập Cận Bình vào năm 2021. Và theo các chuyên gia nhận định thì năm 2021, Bắc Kinh còn hứng chịu những diễn biến phức tạp và khó lường. Tình hình kinh tế sẽ còn đi xuống một cách trầm trọng và chúng ta cùng chờ xem năm 2022 tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc có đúng theo dự định của các nhà phân tích hay không thì chúng ta còn phải chờ xem và các diễn biến liên quan tới tình hình kinh tế của thế giới, của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và tình hình của Biển Đông. Căng thẳng leo thang, tàu chiến của Mỹ bắn nổ 9 tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Nguyên nhân chính vẫn là do phía Trung Quốc gây ra. Chính quyền của ông Tập Cận Bình muốn đem Biển Đông ra để thách thức cả thế giới. Ngay lập tức, phía Mỹ đã điều tàu chiến mang tên lửa và bom khai hỏa làm nổ và chìm 9 tàu chiến của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, làm cho giới chức của Trung Quốc tức điên người và đang lên kế hoạch trả thù Mỹ. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, hôm kia hải quân của Mỹ lại cho điều tàu chiến hiện đại bậc nhất thế giới được trang bị vũ khí tối tân hiện đại đi qua eo biển Đài Loan để tiến vào Biển Đông. Tờ báo còn nhấn mạnh đây là lần thứ 9 Hoa Kỳ điều tàu chiến cỡ lớn đi vào vùng biển này trong năm nay và mỗi lần tàu Mỹ đi qua eo biển Đài Loan lại là xảy ra đụng độ căng thẳng giữa Hải quân Hoa Kỳ và nhóm tàu chấp pháp của Trung Quốc. Và theo vị đô đốc Hải quân của Mỹ cho biết, cuộc đụng độ trên đã lấy đi một tàu chấp pháp của Trung Quốc. Đô đốc còn nhấn mạnh lúc tàu của chúng tôi đi vào địa phận eo biển Đài Loan thì một nhóm tàu chấp pháp của Trung Quốc lao tới hăm dọa và xua đuổi, buộc thủy thủ đoàn của chúng tôi phải phóng một tên lửa bắn chìm một tàu chấp pháp của Bắc Kinh để cảnh cáo. Thưa quý vị, nhắc tới eo biển Đài Loan nhiều lần, nhưng trong bài ngày hôm nay, chúng tôi xin được mô tả để quý vị hình dung ra tại sao chính quyền của ông Tập Cận Bình lại không thích tàu thuyền của các nước đi qua eo biển này. Xin thưa với quý vị, eo biển Đài Loan còn có một cái tên gọi khác là eo biển Formosa. Eo biển này rộng khoảng 180 km, chia cách đảo Đài Loan và Trung Quốc. Eo biển là một phần của Biển Đông và tiếp nối với biển Hoa Đông ở phía Bắc,
trong âm mưu thôn tính Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình, Trung Quốc ngoài nhắm đến vùng Biển Đông rộng lớn của các nước khu vực Đông Nam Á, thì Bắc Kinh muốn sở hữu Đài Loan. Chính quyền của ông Tập Cận Bình thống nhất Đài Loan, muốn Đài Loan là của Trung Quốc và khi đó eo biển trên đương nhiên sẽ thuộc về Bắc Kinh. Một eo biển mà theo giới quan sát nhận định có một vị trí địa chính trị hết sức quan trọng trên Biển Đông. Vì thế mà phía Trung Quốc luôn có ý đồ sở hữu eo biển Đài Loan bằng mọi giá và bất chấp tất cả. Đó là lý do vì sao mà mỗi khi tàu chiến của Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Nga và Ấn Độ đi vào vùng Biển Đông qua eo biển Đài Loan thì đều bị tàu chiến, tàu dân quân biển, tàu cảnh sát biển, tàu hải cảnh, tàu chấp pháp của phía Trung Quốc hăm dọa và uy hiếp. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam Trung Quốc cho biết, hành động Mỹ liên tục điều tàu chiến mang tên lửa đi qua eo biển Đài Loan được cho là một hành động chọc giận phía Trung Quốc. Bắc Kinh cho đây là một động thái gây căng thẳng xung đột trên Biển Đông. Hành động trên nếu quá đà sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến trên Biển Đông giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và theo các nhà quan sát cho biết, hôm kia, Hải quân của Mỹ đã điều tàu chiến USS Barry đi qua eo biển Đài Loan để thách thức chủ quyền của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Một động thái được cho là chọc tức Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang rất căng thẳng. Được biết, chính quyền của Tổng thống ông Joe Biden trong thời gian vừa qua liên tục gây sức ép và tấn công Trung Quốc trên tất cả các mặt trận, nhất là cuộc chiến tranh thương mại kéo dài gần 2 năm vừa qua mà chưa có hồi kết. Và trong cuộc chiến ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược hống hách của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Theo hãng tin Reuters cho biết, đây là lần thứ 9 tàu chiến USS thuộc hạm đội Thái Bình Dương và Hải quân Hoa Kỳ đi qua eo biển của Đài Loan trong vòng 7 tháng vừa qua. Và mỗi lần có sự xuất hiện của tàu chiến Mỹ lại có sự xung đột lớn với cả các tàu của Trung Quốc. Được biết, Hải quân của Mỹ đã bắn hạ 9 tàu Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có 3 cái cháy và 6 cái chìm, làm cho giới chức của Trung Quốc tức giận đùng đùng. Và Bắc Kinh tuyên bố rằng Trung Quốc không ngán chiến tranh, Trung Quốc sẵn sàng cho một cuộc chiến với cả Mỹ ở ngoài Biển Đông. Và phía Trung Quốc liên tục phát đi thông báo, cáo buộc Mỹ chính là nguyên nhân gây ra bất ổn an ninh, không chỉ cho Biển Đông, cho biển Hoa Đông, cho Đài Loan, cho Hồng Kông mà cho cả thế giới. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoa Nam của Trung Quốc dẫn lời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình cho biết, việc Mỹ liên tục điều các tàu chiến mang tên lửa, mang bom và máy bay chiến đấu đi lại tại vùng Biển Đông, nhất là xung quanh các đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc cho là đang xây dựng hợp pháp ở ngoài Biển Đông và đi qua eo biển Đài Loan, đó là một hành động đổ dầu vào lửa. Giữa lúc quan hệ Trung-Mỹ vốn đang hết sức căng thẳng và Bắc Kinh sẽ sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ, thậm chí có thể phóng tên lửa, hủy diệt các tàu chiến của Mỹ. Theo giới quan sát cho biết, động thái của Mỹ là tín hiệu cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Joe Biden với Đài Loan nhưng lại làm bất đồng quan điểm và gây ra xung đột căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Thưa quý vị, hôm qua Trung Quốc cảnh báo nước này sẵn sàng chiến tranh nếu như Mỹ cố tình can thiệp vào tiến trình độc lập của Đài Loan. Theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh cho biết, chúng tôi phải dứt khoát chỉ ra rằng việc tìm kiếm độc lập ở Đài Loan là không thể xảy ra và nếu có thể thì những người dám cố tình chia cắt Đài Loan khỏi đất nước và quân đội của Trung Quốc thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chiến đấu để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự thống nhất cũng như toàn vẹn lãnh thổ. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, Mỹ không bao giờ sợ Trung Quốc, nhất là dưới chính quyền Tổng thống ông Joe Biden. Tổng thống Joe Biden đã rất mạnh mẽ khi ký một hợp đồng bán vũ khí cực lớn cho Đài Loan, để Đài Loan có những khí tài, vũ khí hiện đại chống lại phía Trung Quốc. Và trong thời gian dài vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình luôn mong muốn Đài Loan sáp nhập vào Trung Quốc đại lục. Nhưng chính quyền của Đài Loan thì cương quyết không bao giờ sáp nhập vào phía Trung Quốc, mà muốn tách ra trở thành nước độc lập. Hoa Kỳ thì luôn ủng hộ phía Đài Loan và trong thời gian dài vừa qua, Hoa Kỳ liên tục sát cánh với cả Đài Loan để chống lại phía Trung Quốc. Thưa quý vị, dù không thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ lại giúp Đài Bắc tăng cường khả năng phòng thủ để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, mà cụ thể ở đây là Bắc Kinh, bằng cách cung cấp cho Đài Loan rất nhiều vũ khí khí tài hiện đại bậc nhất của thế giới. Trong khi đó, lâu nay Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẵn sàng dùng vũ lực để sáp nhập vào lãnh thổ của Trung Quốc. Để gia tăng thêm sức ép ngăn cản các lực lượng ủng hộ dân chủ ở Đài Loan, Trung Quốc đã tái triển khai chiến dịch cô lập ngoại giao bằng cách thuyết phục các nước có thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với cả Đài Loan từ bỏ quan hệ với hòn đảo này. Bên cạnh đó, quân đội của Bắc Kinh cũng liên tục tăng cường các cuộc tập trận xung quanh eo biển Đài Loan như bắn đạn thật, ném bom và phóng tên lửa để thị uy sức mạnh cũng như là răn đe để Đài Loan nghĩ rằng Đài Loan là của Trung Quốc.
và Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo rằng sẵn sàng chiến đấu nếu như phát hiện được bất cứ hành động của một ai của một nước nào liên quan tới việc giành độc lập cho Đài Loan. Ngoài ra, Bắc Kinh còn cảnh báo Mỹ đã gây ra bất ổn cho tình hình ở Biển Đông cũng như là ổn định trên toàn thế giới khi mà phía Washington đã ký vào một hợp đồng bán vũ khí, bán máy bay chiến đấu và F-35 cho phía Đài Loan. Còn theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho rằng, Bắc Kinh sẽ có những nỗ lực hết sức để hợp nhất Đài Loan trong hòa bình. Nếu có bất cứ ai dám chia cắt Đài Loan ra khỏi đại lục, quân đội của Trung Quốc sẽ sẵn sàng tham chiến để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, hợp nhất Đài Loan và một lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, trên con đường độc chiếm Biển Đông cũng như là âm mưu để trở thành cường quốc số 1 thế giới vào năm 2050, theo ý nguyện của ông Tập Cận Bình, người đứng đầu Đảng Cộng sản của Trung Quốc, Bắc Kinh đã bất chấp tất cả, kể cả luật pháp quốc tế. Khi trong thời gian vừa qua, Bắc Kinh liên tục điều các tàu thuyền xâm phạm vào vùng biển của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Philippines, Malaysia và Brunei. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn mong muốn độc chiếm cả Đài Loan để hợp nhất thành một Trung Quốc đại lục. Trung Quốc cũng muốn xâm nhập Hồng Kông vào với Trung Quốc để thành một Trung Quốc lớn mạnh. Vì thế, trong gần 4 tháng vừa qua, Hồng Kông liên tục xảy ra những cuộc biểu tình đẫm máu và gần đây nhất là vào ngày hôm qua, Hồng Kông đã trở thành biển lửa khi rất đông người xuống đường biểu tình và cảnh sát đã phải bắn đạn thật. Được biết, quân đội của Trung Quốc đã điều đến giáp Thâm Quyến và chỉ có 10 phút Hồng Kông để dẹp loạn. Tất cả những diễn biến gây căng thẳng trên Biển Đông cũng như là căng thẳng cho Đài Loan, Hồng Kông và Mỹ đều nguyên nhân là do phía Trung Quốc gây ra. Tham vọng của ông Tập Cận Bình muốn đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 của thế giới vào năm 2050 và muốn trở thành cường quốc số 1 thế giới cũng như là bá chủ thế giới thì Trung Quốc đầu tiên là phải chiếm được Biển Đông, phải chiếm được eo biển Đài Loan, phải chiếm được Đài Loan và Hồng Kông. Sau đó, các bước đi tiếp theo của ông Tập Cận Bình sẽ rõ ràng như ban ngày và chúng ta hãy chờ xem ông Tập Cận Bình trong tương lai sẽ làm những điều gì tiếp theo. Xung đột dữ dội, Nhật Bản rầm rộ điều quân đội tiến vào Biển Đông đánh nhau to với Trung Quốc. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông đang hết sức căng thẳng thì ngày hôm qua, Nhật Bản đã điều 3 tàu khu trục tiến vào Biển Đông để đến thăm cảng biển của Philippines, đồng thời thực hiện công việc tuần tra hàng hải theo lời kêu gọi của Hải quân Hoa Kỳ. Các nhà quan sát cho biết, ngay sau khi 3 tàu khu trục của Nhật tiến vào Biển Đông đã bị một nhóm tàu của phía Trung Quốc bí mật bám theo sau để theo dõi sự di chuyển của tàu Nhật. Khi tàu khu trục Tokyo đi vào địa phận 12 hải lý sát đảo nhân tạo của phía Bắc Kinh, ngay lập tức đụng độ xảy ra. Hải quân của Trung Quốc đã cho nhóm tàu hung dữ xua đuổi tàu của Nhật, nhưng 3 tàu chiến Tokyo vẫn tiếp tục di chuyển và tuần tra theo đúng cam kết với cả hải quân của Hoa Kỳ và cuối cùng tiếng súng đã nổ. Tàu Trung Quốc đã bất ngờ cho phun vòi rồng và bắn đạn thật lên khoang tàu chiến của Nhật Bản. Bộ chỉ huy của Hải quân Nhật Bản đã phát lệnh cho 3 tàu khu trục của Tokyo phóng hỏa và trận chiến bắt đầu xảy ra. Hai bên liên tiếp ăn miếng, trả miếng, liên tục nạ đạn vào nhau, buộc 3 tàu chiến Tokyo của Nhật Bản hạ lệnh phóng hỏa, đồng thời thiêu cháy 5 tàu hải cảnh của phía Trung Quốc. Thấy Nhật Bản chống trả quyết liệt, buộc hải quân của phía Bắc Kinh phải cho các tàu còn lại rút lui và cuộc chiến chỉ dừng lại khi 5 tàu của phía Trung Quốc bốc cháy dữ dội. Theo các nhà quan sát cho biết, cuộc đụng độ đã xảy ra dữ dội trên Biển Đông, báo hiệu một năm 2021 đầy sóng gió trên khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, khu vực châu Á-Nhật Bản là đồng minh thân thiết của Mỹ và Mỹ cũng coi Nhật Bản là đồng minh cực kỳ quan trọng ở châu Á. Cho nên, việc hải quân của Nhật Bản liên tục phối hợp với cả hải quân Hoa Kỳ có những cuộc tập trận trên Biển Đông lẫn biển Hoa Đông với quy mô được cho là rất lớn. Theo các nhà quan sát cho biết, có những cuộc tập trận được hai nước huy động tới 6 tàu sân bay USS, 10 máy bay B-52, 7 tàu chiến cỡ lớn, cùng tàu ngầm và 5.000 lính thủy. Được biết, những cuộc tập trận trên là để tăng cường sức mạnh quân đội, không quân, hải quân của hai nước đồng minh Mỹ, Nhật. Nhưng đồng thời, nó cũng là một thông điệp cứng rắn gửi đến chính quyền ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc không nên có những hành động hung hăng, gây hấn, bắt nạt, bành trướng trên Biển Đông. Nếu không, Mỹ và Nhật Bản sẽ ra tay trừng trị Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, Bộ Quốc phòng của Nhật Bản loan báo đã điều 3 tàu khu trục cỡ lớn mang theo rất nhiều vũ khí, khí tài hiện đại và tên lửa dẫn đường tiến vào Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ theo đúng cam kết với cả Hải quân Mỹ.
Và Bộ Quốc phòng của Nhật Bản còn nhấn mạnh khi ba tàu khu trục của Tokyo tiến vào Biển Đông chắc chắn sẽ làm cho phía Trung Quốc tức giận và cuộc đụng độ sẽ ắt phải xảy ra. Bởi vì trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa đã cho biết Biển Đông là một phần không thể tách rời của Bắc Kinh. Các đảo lớn nhỏ đều là của phía Trung Quốc và yêu cầu các nước trên thế giới, nhất là Mỹ và Nhật Bản nên tôn trọng vùng lãnh hải, vùng lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở Biển Đông nếu không muốn trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa còn lặp đi lặp lại quan điểm Trung Quốc là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, sự phát triển của Trung Quốc không gây ra mối đe dọa nào nguy hiểm cho thế giới. Tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ, dù mạnh hay yếu, giàu hay nghèo đều bình đẳng và đều có quyền độc lập, lựa chọn con đường phát triển riêng của mình và chính quyền Bắc Kinh đã có lịch sử từ ngàn năm trước. Lịch sử đó cũng đã minh chứng cho Trung Quốc có bản đồ đường lưỡi bò trên Biển Đông và Bắc Kinh yêu cầu các quốc gia trong khu vực cũng như các nước trên thế giới hãy ngừng can thiệp cũng như tôn trọng lãnh hải mà Bắc Kinh có những vùng biển thuộc đường lưỡi bò. Mỹ và Nhật Bản đã cho tàu chiến xâm phạm đặc biệt vào vùng đặc quyền kinh tế, xâm phạm vào vùng phạm vi 12 hải lý quanh các quần đảo nhân tạo của phía Trung Quốc. Hành động đó được cho là không thể nào chấp nhận được với Bắc Kinh và nó sẽ gây ra căng thẳng trên Biển Đông. Trung Quốc sẽ sẵn sàng đáp trả quyết liệt. Đó là lời phát ngôn mạnh mẽ và mạnh miệng của người đứng đầu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, Trung Quốc phát biểu thì rất hay, nhưng trên thực tế làm thì rất là dở. Không vô cớ mà Mỹ và Nhật Bản lại thường xuyên điều tàu chiến tiến vào Biển Đông để thao tác tập trận cũng như thực hiện nhiệm vụ tuần tra hàng hải. Sự xuất hiện của Mỹ và Nhật Bản ở khu vực châu Á Thái Bình Dương là sự răn đe dành cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Và nếu như giả thiết trong thời gian dài vừa qua trên Biển Đông không có sự can thiệp mạnh tay từ chính quyền Tổng thống Joe Biden và chính phủ Nhật Bản, ông Shinzo Abe cùng các cường quốc mạnh trên thế giới như Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Nga, Ấn Độ, Australia thì Trung Quốc đã làm bá chủ Biển Đông từ rất lâu rồi. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, trong năm 2021, Mỹ và Nhật Bản sẽ liên kết với nhau quét sạch các tàu biển, tàu hải cảnh, tàu cảnh sát biển, tàu hải giám, cũng như là các tàu sân bay và tàu chiến, đặc biệt là con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, để bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Ngoại giao của Tokyo cho biết, Tổng thống Joe Biden vừa gặp Thủ tướng Nhật Bản để họp bàn khẩn cấp về việc Biển Đông. Và trong thời gian tới, Tổng thống Joe Biden bắt tay chặt chẽ với Thủ tướng Nhật Bản để ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ và Trung Quốc sẽ thường xuyên điều tàu sân bay, tàu khu trục tiến vào Biển Đông. Đồng thời, trong năm 2022 sẽ có 10 cuộc tập trận chung giữa hải quân, không quân của hai nước tại vùng Biển Đông và vùng biển Hoa Đông cũng như quanh quần đảo Senkaku. Quần đảo này, phía Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư, được cho là thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ căng thẳng và nảy lửa giữa hải quân của Nhật Bản và hải quân của Trung Quốc. Theo một nguồn tin đáng thân cận tiết lộ, thì Trung Quốc trong năm 2021 sẽ điều rất nhiều quân ra chiếm đóng quần đảo Điếu Ngư của Nhật Bản. Và Nhật Bản đã lên kế hoạch với cả Mỹ để chống đối với cả phía Trung Quốc. Đồng thời, ra một tuyên bố sắc lạnh rằng nếu như chính quyền ông Tập Cận Bình mà có ý đồ chiếm đóng quần đảo Điếu Ngư của Nhật Bản, thì Bắc Kinh sẽ phải trả một cái giá cực đắt trong năm 2022. Các thông tin liên quan tới tình hình Biển Đông và chính trị trên toàn thế giới, chúng tôi sẽ cập nhật và gửi cho quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo.